nhà có tiếng Việt không? Đi. Luôn cái này luôn. Cho nó vào đây luôn. Chết cho đi luôn. Ăn giỏi luôn. Cứng lên không cứng rồi nó cứ đỉnh nó trong cứng lên.
cách gì? Dùng ngơ thì cứng đấy rồi. Bây giờ là theo nhau. Cứng làm cái gì? Cứng thì lâu ngày, cứng ngay. Mới bỏ chứ không có ngay. Máy là máy rẻ, tháng chống một rồi, tháng ở mức rẻ cho 2 triệu, 1 triệu. Thế máy này á? Biết cái gì? Nó có cách là 7 chống 1, nó qua hơn 2 triệu. 7 chống 1 là tốt. Cái gì có được loại này? Thế 7.8 chấm bây giờ nó chỉ tầm 8 chấm 1 bây giờ nó tầm 3 triệu, 1 triệu. Đi xem đi, đi làm ơi. Đi xem.
cháu được. Nhà đi thôi, cháu đi đấy, nhà đấy. Không phải tôi muốn rồi. Tôi chưa làm quả đầu mẹ, tôi cảm thấy nó không làm được Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.